sức khỏe. Từ khi bà ấy dùng Sojo, bà ấy đã đỡ hơn rất nhiều. Khi dùng sản phẩm này, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Nó giúp chúng tôi cải thiện rất đáng kể. Bạn có thể sẽ rất giàu và nhiều tiền, nhưng thật sự thì không có gì quý giá bằng sức khỏe của bạn hết. Bà của tôi đã từng hỏi tôi, và tôi đã trả lời, con không thể giải thích vì sao con lại chọn sản phẩm này để sử dụng lâu dài nữa. Chúng tôi tin rằng nếu bạn không có sức khỏe thì bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Nó đã giúp rất nhiều người, giúp họ cảm thấy tốt hơn, sống tốt hơn, và giúp họ sống một lối sống mà họ mong muốn, tràn đầy sức khỏe. Tôi ngủ ngon hơn, nhiều năng lượng hơn. Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật ở đầu gối 5 năm về trước. Sản phẩm này đã giúp cho đầu gối của tôi cải thiện rất nhiều. Nhờ đó mà tôi có năng lượng cả ngày. Tôi chắc chắn nhiều người khác cũng sẽ thích. Con gái tôi thường dị ứng với vài thứ khác, và lý do là hệ thống miễn dịch của con bé yếu hơn người bình thường. Với sản phẩm này, tôi thấy rất vui vì nó giúp con bé giảm đi rất nhiều các trị liệu và thuốc men ở bệnh viện, thay vào đó bằng một loại sản phẩm để dinh dưỡng và tự nhiên vào cơ thể con bé. Nó giúp ích rất nhiều người, cung cấp cho người dùng rất nhiều năng lượng. Và bạn bè của tôi khi dùng nó đã cảm thấy bớt đau đớn và hết bệnh nhanh hơn. Nó giúp tôi rất nhiều khi nó khiến tôi cảm thấy năng lượng tràn trề. Tôi nghỉ ngơi tốt hơn, ngủ ngon hơn. Những giá trị dinh dưỡng mà nó đem lại cho tôi vô cùng hữu ích. Tôi có thể làm việc lâu hơn và hiệu quả hơn nhiều so với trước. Nó đã giúp rất rất nhiều người bạn cũng ở độ tuổi như chúng tôi. Chúng tôi đã gửi nó đến bạn bè của tôi. Sau đó không lâu họ đã gọi cho tôi và cảm ơn tôi rất nhiều. Họ không thôi cảm ơn tôi. Tất cả đều tuyệt vời. Nó tăng cường sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình tôi, kể cả tôi.